Ngay đây thì Thảo đang có một cái cây tùng La Hán thì hiện tại nó đang hơi rối rối ha. Sau đây chắc mình sẽ lấy cái kéo bấm bấm một số cành để cho nó gọn nét cái cây lại, sau đó mình đo thử coi cái kích thước cây này nó được bao nhiêu nha. Sau khi mà cắt tỉa xong thì cái như vậy ha. Cái phần thân lượng ở giữa hồi nãy cái những cái cành nó phát triển quá mạnh thì mình không có nhìn thấy được cái phần thân lượng ở giữa rất là đẹp nha. Ở đây bộ đế cũng khá là nở đẹp ha. Đây, đó tác phẩm nãy giờ cắt còn thấy đây nè. Rồi. Cái này Thảo mới đo lại thì cái chiều cao của cây là 1m2, tàn ngang là được 1m và chiều rộng của cây là được 1m. Cái lọt lòng của chậu này là được bô là 45 cm ha. Đó. Lọt lòng 45 cm này. Đây phần đế này. Đế khá là đẹp á. Rồi, anh em nào mà thấy cái kích thước cây này đang phù hợp cần thiết với cái chỗ mình muốn làm thì inbox cho mình nha. Cây ở số 13 đường Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn mọi người ha.